Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này gấp ăn chia tổng giải thưởng là 500 top căn CHV này bạn. Chương trình này gấp này dành cho một người random cho 100 người nha bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter và Twitch lên nè. Nếu bạn nào thắng thì cũng được 5 số đô dưới án này. Rồi các bạn like và các bạn Twitch bây giờ game nè. Là hai ba bài đi các bạn, sau đó bạn mới đập lên nè. Rồi sau đó thì các bạn copy cái dòng chữ DHV này các bạn, rồi sao chép các bạn, gõ từ khóa là CoinMarketCap.com, rồi các bạn nhấp vô đây nha các bạn, rồi các bạn dán nè, dán cái tên mã token nó vào các bạn, rồi các bạn nhấp vô đây nè. Rồi các bạn nhấp vào Apto Wallet nè. Rồi sau đó các bạn chụp màn hình để giúp mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gõ từ khóa coi cấp cô. CoinGetCo.com. Rồi các bạn cũng dán cái chìa khóa đó vào các bạn. Rồi DHV nè. Rồi các bạn cũng nhấp vào ngôi sao nè các bạn. Để login các bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Media file Apto Wallet nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình. Rồi sau khi chụp xong thì các bạn chơi với Limpom này nha các bạn. Sau khi các bạn chụp màn hình xong các bạn chơi với Limpom nè các bạn. Rồi các bạn upload wallet của MarketCap đây nè. Các bạn gửi lên bức ảnh nè. Tạt. Rồi gửi bức ảnh lên của MarketCap nè. Rồi bạn tải lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn hình ảnh của cô nè. Tạt. Tải lên. Rồi sau đó các bạn dùng địa chỉ Ethereum ETH trên chiếc chocolate của mình nha các bạn. Sao chép địa chỉ nè. Rồi các bạn dán vào đây. Xong thì bạn bấm gỡ. Rồi nó gửi xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng 500 top căn DHV này cũng kết thúc mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.